Chào các bạn. Hôm nay á thì mình sẽ làm món thịt ba chỉ kho tiêu. Thì để làm món này, ở đây mình sử dụng là 250g thịt ba gọi, hay còn gọi là thịt ba chỉ đó các bạn. Thì cái phần thịt này mình đã cắt nhỏ ra rồi nè. Mình cắt nhỏ ra xong á, mình đem bóp với muối cho nó sạch. Sau đó mình cũng rửa lại với nước rồi đó. Và đây là nước màu của mình. Thì trong video hôm trước đó, mình đã chia sẻ cách làm rồi. Thì nếu thích đó thì các bạn có thể xem lại nha. Nước màu thì lát mình dùng khoảng một muỗng cà phê thôi. Rồi mình dùng ở đây là vài tép tỏi, vài củ hành tím. Và đây là một thìa cà phê tiêu xay nữa. Nếu thích ăn cay đó thì các bạn tăng lên giúp mình nha. Và ở đây mình sử dụng thêm là một muỗng cà phê đường nữa nè. Rồi 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Và đây là 1,5 muỗng canh nước mắm. Thì mình dùng nước mắm, mình không dùng muối nha. Mình dùng nước mắm để kho thịt đó. Thì cái phần thịt mình nó được đậm đà và nó ngon hơn đó các bạn. Giờ nguyên liệu đã xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi băm hành tỏi này ra. Hành tỏi mình đập dập ra, rồi mình băm nhuyễn thì mình phi lên nó rất là thơm luôn á. Giờ thì mình sẽ đem hành tỏi đi phi thơm lên. Bật bếp lên xong thì mình sẽ cho dầu vào. Thì các bạn cho ít thôi, mình cho khoảng một muỗng canh là được rồi. Các bạn đừng cho nhiều quá nha. Mình cho dầu nhiều quá thì mình kho cái thịt ba gọi á, nó dễ bị ngán lắm á. Dầu nóng thì mình sẽ cho hành tỏi vào mình phi thơm. Mình phi hành và tỏi cho nó thơm lên là được rồi. Các bạn đừng có phi cho nó vàng quá nha. Đó, mình thấy như vậy là được rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tắt bếp. Tắt bếp xong thì mình sẽ cho thịt ba gọi vào. Cho thịt vào xong á thì mình sẽ nêm gia vị luôn. Thì đầu tiên mình cho nước màu vào trước. Nước màu này á thì mình dùng khoảng một muỗng cà phê đó. Còn nếu mà các bạn sử dụng cái nước màu mà mình mua ở ngoài đó thì các bạn dùng ít thôi nha. Rồi mình cho tiếp nước mắm vào nè. Mình cho tiếp phần đường và bột ngọt vào. Rồi mình cho tiếp cái phần tiêu vào luôn. Tiêu thì các bạn có thể cho hết, hoặc là cho trước phân nửa cũng được. Còn đây thì mình dùng hết luôn. Mình cho tiêu vào mình ướp, mình kho luôn á thì nó sẽ thơm hơn á. Lúc này nè, mặc dù cái chảo mình đã tắt bếp rồi nhưng mà nó còn nóng đó các bạn. Thì mình trộn gia vị và mình ướp cho nó chảo như vậy nè. Thì nó nhanh thấm, nó rút gia vị vào á. Một lát mình kho lên á thì nó sẽ nhanh ngấm thịt hơn á. Thịt mình đã trộn đều gia vị rồi nè các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ ướp ở đây khoảng 15 đến 20 phút. Bây giờ thì mình sẽ đi lặt rau để mình nấu canh. Thì lát mình lặt rau xong á thì mình sẽ quay lại là cái thịt của mình nó ngấm vừa luôn đó. Chảo thịt này mình ướp trên bếp được 15 phút nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nó ngấm gia vị nè. Giờ mình bật bếp lên mình kho được rồi. Khi mà mình ướp trên cái chảo nó nóng đó thì những miếng thịt nó thấm gia vị nè. Và các bạn nhìn nó đẹp lắm nè. Khi chảo mình nó nóng trở lại á thì mình sẽ giảm lửa nhỏ mình nấu. Rồi thì mình dùng cái đũa đó mình đảo đều để cho cái phần thịt của mình á nó săn lại hết luôn. Thịt săn thì tiếp tục mình cho nước vào. Thì mình dùng là 50ml nước.
thì nó tương đương với là 1 phần 3 của chén nước đó các bạn. Ở trên hành chảo nè, cái này nó gia vị nó còn ở trên đây đó, thì mình lấy miếng thịt đó mình quét cho nó xuống hết với mặt nước luôn, để cho cái chảo mình nó đừng bị khét đó các bạn. Thì cho nước vào xong đó thì các bạn tiếp tục nấu với cái lửa nhỏ giúp mình nha. Mình để lửa riu riu thôi. Nó thịt mình kho riu riu nè các bạn. Lúc này thì nó còn nước hơi sền sệt nè. Thì lúc này đó thì nếu mà các bạn thích ăn nước á, chấm rau rồi đó thì các bạn tắt bếp lúc này được rồi. Còn mình á thì hôm nay mình ăn với canh rau cho nên á, mình sẽ để cho cái phần nước này á nó sạch lại hơn nữa. Mình kho cho nước nó thật sạch và nó sắp cạn như vậy nè các bạn. Đó thì những miếng thịt nó thấm hết rồi nè. Như vậy là mình tắt bếp được rồi đó. Thì thịt kho tiêu mà muốn ngon á thì các bạn kho với cái lửa nhỏ cho nó ghiu ghiu á, nó thấm nó rút vào thịt từ từ nè. Thì khi nó cạn nước như vậy á thì nó thấm đều hết vào cái thịt đó, nó rất là ngon luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ nhắc xuống chút xíu nữa là mình ăn được rồi đó. Chảo thịt mình nó nguội bớt rồi nè, nó còn ấm ấm thôi, nó rất là thơm luôn á các bạn. Các bạn nhìn nè, cái nước nè nó sánh nó sạch lại là vừa luôn á. Thì món này mà ăn cùng với các loại rau luộc á hoặc là các món canh thì rất là ngon luôn đó. Thì nãy mình có ăn thử rồi, nó cũng vừa ăn nó ngon và nó đậm đà lắm các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, rất là thơm luôn. Đến đây á, thì món thịt kho tiêu mình đã làm xong rồi. Thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi được những video mới nhất. Giờ mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.